Hi, xin chào các bạn. Mình là Phúc Lan TV đây. Thì hôm nay mình có một cái hay chia sẻ cho anh em chơi cá bảy màu nè. Thì hiện tại anh em nuôi cá ở đâu? Mình thì mình nuôi ở trong thùng xốp nha. Đây sau lưng mình là nguyên cái dãy thùng xốp nè. Hiện tại mình đang nuôi những cái thùng xốp như thế này, những thùng này là thùng 4 nè. Đây là nguyên vật, đây là thùng 4 nha. Có bên đây là mấy cái thùng 2 bên đây nè bạn. Đây, mấy thùng này như thí dụ rồi, đây là thùng 2. Thì mỗi lần anh em thay nước, mấy anh em nuôi trên hồ kiến thì thay nước như thế nào? Riêng mình ở đây thì cái hồ rất là bự, không hiểu thay nước thì sao. Đây, đây mình có cái này nè các bạn. Một cái ống hút cặn. Cái ống này là 50ml nha các bạn. Đó, cái ống này rất là dài luôn nè các bạn thấy không? Sau mấy ngày mình xài thì nói chung là nó cũng có cái hay á, nên chia sẻ cho anh em nè. Nè, anh em thấy cặn ở dưới không? Nè, cặn dưới nè. Thì giờ mình sẽ hút thử nha. Coi nó có ngon hay không nha. Nè. Để vô nè, đó. Đây, anh em. Sau khi cặn mình hút là nó lên nè. Mà nó lên không được đầy ống nha anh em. Nè. Anh em thấy không nè, nó chỉ được nửa ống thôi. Thì giờ mình sẽ hút lại lần hai cho các bạn xem nè. Một cái ống này bóp hết cỡ luôn nha. Rồi, đút xuống nè, phân nè. Đây anh em. Nó cũng vẫn lên được nửa ống mà. Nè anh em thấy không? Nó chỉ được nửa ống cặn à, nó không có đầy hết. Nhưng mà cái ống này nè, mình thấy nó rất là tiện. Như mà trong cái máng ăn của mình nè, nó bị dơ nè, hút thử nè. Đó, nó lên luôn nè, thấy không? Thấy không? Để mình đi kiếm cái hộ khác, mình hút cho các bạn xem. Đây, đây là cái hộ này đi. Hồ này thì nó có dơ không? Có nè. Nè bây giờ là mình để bóp hết cỡ nè. Bóp hết cỡ luôn nha. Rồi đục xuống nè. Ồ. Lên một ống nữa luôn. Rất là cặn, rất là nhiều luôn. Bóp vô. Tưới cây luôn bạn. Bên đây nữa nè. Đó. Rất là tiện lợi luôn nha anh em. Bây giờ mình hút cặn đây. Đó, anh em thấy cặn không? Mình thử mình hút bên cái hồ phân con của mình. Thử coi nó vô cá con không nha. Ồ, vô cá luôn nè anh em. Đây, vô một con cá. Vô một con cá luôn nè. Nó hút rất là mạnh luôn. Thả nó xuống đi. Cái này thì mình hút cá. Bơm nước ra. Xong hút cá lại nha. Hút cá coi nó vô không nha. Đợt này là không vô, đợt nãy xui nó mới vô á. Bây giờ mình chuyển qua mình hút cặn nè. Rồi bây giờ mình để mình đẳng xuống mình hút cho nó lên không nha. Đây nè. Nó lên được 40ml các bạn. Rồi giờ anh hút cái máng đi. Đó, nó vô máng rồi. Cái này mình thấy rất là tiện lợi nên mình chia sẻ cho anh em nên sở hữu một cái. Thì cái này mình mua chỉ giá là 45.000, mua trên Shopee các bạn. Nó có loại 30ml nữa. Thì 30ml nó khoảng 30 mấy ngàn, hai mấy ba mấy ngàn. Còn cái này là 45.000, loại 50ml. Nó có dài khoảng để mình đo cái khoảng mấy tấc, hai, nó dài khoảng 5 tấc các bạn. Cái ống này nó dài khoảng 5 tấc, rất là tiện lợi luôn. Cái này thích hợp cho anh em xài hộ kính á, hộ kính với mấy cái khay nhựa á. Còn mình cái thùng mình bự quá thì hút nó hơi bị lâu các bạn. Anh em nghĩ nguyên cái thùng của mình 4 cái thùng mod nhập lại mà hút cái kiểu này chắc hút tới ngày mai nó mới hết, nó hết phân được á. À, thấy chưa, thấy chưa, lên cặn không nào, thấy chưa. Cái ống này ống hút cặn, nói chung là rất hay, anh em nên sở hữu một cái. Mình thì thấy cái này hay nên mua, chia sẻ anh em mua xài chơi á. Đó. Đó, để kiếm cái nào cặn nhiều hút chơi nè. Ở đây cặn nhiều nè. Quá trời cặn luôn nè. Bóp đây.
tưới cây rất là tiện luôn. Hút cái hồ này thử coi, hồ này có cặn không, hút vô. Hồi hồ này không có cặn bạn, cũng có nè mà ít. Hồ này mới mưa dông đó đẻ nhiều quá, tưới cây nè. Thì sau một ngày mình sử dụng cái ống hút cặn này, nói chung là mình thấy nó rất là hợp lý luôn á. Nếu mà anh em mà xài hồ kính á, với thùng mấy cái nuôi trong hồ kính nhỏ, cái hồ mà nói chung là kích thước nhỏ cái nha, giờ với mấy cái hồn khay nhựa thì sử dụng cái hút cặn này rất là hiệu quả luôn. Còn mình đối với mình thì sau mấy ngày mình xài, nói chung là cũng mình cũng đã thấy mình chấm được khoảng được 60 bạn. Tại vì cái hồ của mình là hồ thùng xốp, bốn thùng nhập lại với 2 thùng nhập lại, thì nó rất là bự. Mà hút một ý một lần hút nhiêu đây, nó có 340 ml à. Cái ống này 50 nhưng mà hút chỉ được 340 rồi các bạn. Hồi nãy giờ là mình thử với cái thùng xốp bự của mình thì nói chung là nó cũng được khoảng 60% bạn. Mình nói chung là hài lòng á, mức độ hài lòng là được 60%. Còn bây giờ là mình sẽ chuyển qua hút cái hồ nhỏ hơn nè, coi anh em thấy nó như thế nào. Đây là một cái hồ xô nhỏ thôi, thử mình đút vô mình hút thử coi. Bấm hết tay luôn nha các bạn. Rồi đút vô, nó lên cũng vẫn 40 rồi các bạn. Nó cũng giờ lên 40 ml à. Nè, nó không có lên được 50 nha. Chắc mình mua ống 30 nó lên được 20 quá. Còn ống này 50 nè, ống này 50 nè, nó lên được 40 đó. Thì mấy cái thì cái ống này thích hợp cho mấy cái hồ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ vô cái lu nước mình thử coi, coi mình hút coi nó lên 50 không. Cái độ mà sâu của nó bạn, như cái này nè, nó sâu chưa tới 50 nó hút không hết nữa. Nè, mình hút sao mà cho nó đầy ống á, nó để 50 vậy mà hút không đầy ống được. Nào bây giờ mình để nè, để cho nó thử coi hết ống rồi nó lên không. Không, nó cũng vẫn lên 40 các bạn. Không, 40 à. Bây giờ mình ra lu nước mình hút thử coi nó hút đầy có đầy ống. Đây là một cái lu nước của mình nè. Bây giờ mình bóp hết tay, mình để xuống cho nó hết coi nó lên không. Cũng vẫn 40 các bạn. Nè thấy chưa? 40 à. Thấy chưa? Vẫn 40 à. 50 nó trên đây được. Mình lên thử lại lần nữa cho bạn xem nè. Bóp hết tay nha. Nè, bóp hết tay nè. Để sát đáy luôn nè. Đụng nước luôn nè, thấy không? Nó cũng lên 40 các bạn. Cống này nó để 50 nhưng mà không sử dụng được hết công sức của nó. Thì hồi nãy giờ mình thí nghiệm cho các bạn thấy vậy đó. Nguyên nhân mà cái ống này 50 ml nè không hút được hết công sức là các bạn biết sao không? Vô cái cục này nè, cái cục hơi này nè, bóp nó nhỏ quá, nó chỉ hút lên 40 thôi. Cái ống này là cái ống bự nha, ống này là 50, còn cái ống 30 chắc mình nghĩ hút lên chắc 20. Do cái tay cầm này nè bạn, cái tay cầm á, hơi nó ít á, mình bóp ra xong nó hút lên nó có khoảng 40 à. Đó, nói chung là anh em cũng nên sở hữu một cái này trong mấy anh em nuôi cá hút cặn đồ chơi buồn ra hút cặn xong rồi bắn nước đồ cũng như bắn súng đồ các bạn. Nè coi nè, nè không vô nước nè bắn. Nói chung là cái này cũng thấy mình thấy tiện tiện nên giới thiệu cho anh em mua xài thử hợp lý đó nha anh em. Mình dọc phá đó là vô cái ống này giúp cuộc thì mình nó xài được chỉ được khoảng chừng 80% thôi các bạn. Hút cỡ nào nó không lên được 50 á. Nói chung là các bạn cũng nên sở hữu một cái trong nhà để hút mấy cái cặn trong hồ cá đồ, nó cũng rất là thú vị đó các bạn. Cũng vui vui á, nó cũng đỡ buồn. Thôi, clip mình tới đây là tạm kết thúc nha. Các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình. Máy bay chào tạm biệt.